Và kính thưa đại chúng, chúng con vừa mới nhận được 2K khai thị gấp. Trước tiên chúng con xin kính chuyển đến camera của Hương Linh Lê Thị Thỉnh, pháp danh Diệu Tam. Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho Hương Linh Lê Thị Thỉnh, pháp danh Diệu Tam, 82 tuổi. Tính đến giờ này, Hương Linh đã xả bỏ báo thân được 12 tiếng. Hương Linh không sợ chết, không sợ đau, không luyến tiếc tài sản. Hương Linh đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị một lần. Hương Linh hàng ngày có phát nguyện vãng sanh tha thiết. Hương Linh có mời ban hộ niệm cách đây một năm, nhưng do tình hình dịch Covid nên ban hộ niệm không đến được. Chỉ có con cháu trong nhà niệm Phật hộ niệm cho Hương Linh. Kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho Hương Linh và điều giải oan gia trái chủ cho Hương Linh để Hương Linh vững vàng niềm tin mà có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chúng con xin cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin gia Nam đình mô đừng có đụng chạm vào cái giường, cứ ngồi cách xa ra được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Lê Thị Thỉnh ơi, hơn một năm qua được ban hộ niệm đến hộ niệm cho mình. Hơn một năm mình niệm Phật, hay nói thẳng ra là cả một đời niệm Phật, là để vãng sanh về Tây phương Cực Lạc phải không? Muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thì phải đợi cái lúc xả bỏ thân xác trần tục này, theo A Di Đà Phật về Tây phương thành đạo phải không Hương Linh? Vậy thì giờ phút này Hương Linh Lê Thị Thỉnh pháp danh Diệu Tâm đã xả được cái thân xác trần tục hơn 12 tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế thì đã đi về Tây phương Cực Lạc chưa? Đã quyết lòng thực hiện con đường thành đạo của mình chưa vậy Hương Linh? Nếu giờ phút này vì cái bệnh dịch Covid còn thương con nhớ cháu, còn nóng na tại đấy, thì Hương Linh hình như đã đi sai đường lạc lối rồi. Cả một thời gian dài mình niệm Phật cầu vãng sanh chỉ là niệm lấy lệ, nhưng trong thâm tâm của mình quyết đi con đường khổ nạn, chịu nạn tay trong tam đồ ác đạo. Nếu thực sự là như vậy thì bây giờ đại Hương Linh nghe những lời nói này mà tức tỉnh cơn mê muội nhé, giật mình cấp kỳ nhé, giác ngộ liền nhé, mau mau định tâm lại niệm A-di-đà-phật. Nhìn ảnh tượng A-di-đà-phật đang treo trước mắt mà niệm Phật đi. Câu Ngài lại nghinh tiếp dẫn mình về Tây phương thành đạo đi. Một niệm giác ngộ đi thẳng về Tây phương hướng đời an vui Cực Lạc, là một vị Bồ Tát chứ không còn là một Hương Linh Lê Thị Thỉnh mê mê hồ hồ tiếp tục chịu năng nữa. Hương Linh ơi, mau mau tỉnh ngộ kịp thời, định tâm lại niệm A Di Đà Phật thì Hương Linh đã thực hiện ý nguyện rời bỏ cảnh vô thường giả tạm,
trở về trọng tâm sống cảnh đời của một vị Đại Bồ Tát ở cõi Phật Tây Phương Cực Lạc mà thành đạo hướng tầm sự cực lạc an vui thần thống diệu dụng, hướng linh ơi con cháu đang thành tâm muốn hướng linh vãng sanh, hướng linh phải nhớ, phải hứa và phải giữ trọn lời hứa của mình, nhất định đi về Tây Phương thành đạo nhé. Nhớ nhé, nếu thực sự có một lần được nhiều âm khai thị rồi thì giờ này là giờ cho hướng đến quyết định con đường giải thoát của chính mình. Mau mau định tâm lại, tất cả mọi cảnh duyên chung quanh của hướng linh toàn là huyễn mộng, nên nhớ cho nếu hướng linh quyết định niệm Phật trở về Tây Phương thì không có một thế lực nào được quyền cản trở mình, lôi kéo mình trong con đường khổ. Chỉ có tự mình hiểu con đường quyết định, tự mình không định tâm, tự mình còn luyến ái cảnh đời khổ nạn nên mới bị nạn. Mong cho hương linh nghe những lời nói này, mau mau tỉnh cơn mê muội, quyết chí niệm A Di Đà Phật cấp kỳ. Nguyện cho hương linh lê thì thịnh pháp danh diệu tâm hoàn toàn tỉnh giác, nhất định hận hoan, nhất định niệm A Di Đà Phật, nhất định chờ A Di Đà Phật, khẩn cầu A Di Đà Phật đến đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Quyết chỉ không nương náu vào một cảnh giới nào, nhất định không đi theo bất kỳ một người nào, nhất định không sợ hãi gì cả. Hãy định tâm lại niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc cấp kỳ nhé. Nguyện cầu A Di Đà Phật đại từ đại bi soi sáng tâm linh của hương linh nguyện thị thỉnh pháp danh diệu tâm tiếp dẫn hương linh trở về Tây Phương thành đạo. Nguyện cho chư vị trọng pháp giới hãy cùng nhau ngộ ra cảnh đời đen tối ở xứ Ta Bà khổ nạn này, hãy cùng nhau niệm Phật giúp đỡ cho nhau, hãy cùng nhau cầu khẩn A Di Đà Phật đưa chúng ta về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong cho chư vị sớm ngộ ra con đường giải thoát, chấm dứt cảnh khổ nạn của trần gian này, quyết lòng quyết chí niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Nguyện cho chư vị đồng về Tây Phương đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân công đức chư của lão cư sĩ Diệu Âm, và chúng con kính xin gia đình tắt Zoom để tiếp tục hộ niệm cho hương linh.